Rồi, hello, xin chào hết tất cả toàn thể anh em nha. Một lần nữa đã quay trở lại xem kênh YouTube của Tuấn Moto. Và hôm nay thì ngày 3 tháng 9 thì Tuấn Moto cũng gửi lời chào đến tất cả toàn thể anh em đã xem video và cũng như là anh em hay theo dõi kênh mình Tuấn Moto trong như là kênh Zalo nè, trên Facebook nè, hoặc đang YouTube nè. Một lời chào cảm ơn chân thành nhất nha. Và hôm nay thì Tuấn Moto mới vừa về một con Suzuki AM150 nha anh em. Suzuki AM150. Con này thì nguyên riêng nha, con này đời của nó là đời 2012, đời cuối 2012-2013 nha anh em. Dòng xe này là của hãng Suzuki, nhãn hiệu của nó là Suzuki AM150A, là dòng xe phun xăng điện tử FE nha. Đặc biệt dòng xe này thì nó hộp số của nó là tới 6 số luôn, nên anh em chạy đường trường rất là khỏe nha anh em. Giống như là mấy anh em đi phượt đồ á, mấy anh em rất là thích mấy cái mẫu này vì nó là 6 số luôn. Anh em chạy đường trường nè, anh em chạy đường dốc nè, đó, anh em chạy vô thành phố nè, đều ok hết nha. Vì nó hộp số nó tới 6 số luôn, nên rất là dễ chạy nha anh em đó. Đặc biệt con này là nó hệ thống phun xăng FE luôn, phun xăng điện tử, nên thành ra con này cũng khá là lợi xăng anh em, khá là lợi xăng luôn. Mà đặc biệt dòng xe này thì phụ tùng thay thế cũng khá là đơn giản nha. Có bên Tuấn Moto có bán phụ tùng đầy đủ luôn đó. Trong lúc anh em mua xe bên Tuấn Moto ha, sau này anh em cần mua phụ tùng ha, thì bên Tuấn Moto sẽ hỗ trợ cho anh em mua phụ tùng đầy đủ nha. Và bên Tuấn Moto có ship phụ tùng về các tỉnh cho anh em mình luôn đó. Anh em mình tham khảo, anh em nào cần mua thì anh em ghé lại địa chỉ cửa hàng bên Tuấn Moto để xem xe nha. Hoặc anh em ở tỉnh ha, anh em không có điều kiện lên cửa hàng mua thì bên Tuấn Moto sẽ ship xe về cho anh em luôn đó. Bên Tuấn Moto bán là bao ship luôn nha đó, bán ra là bao ship cho anh em ở dưới tỉnh luôn. Còn nếu như anh em mà có điều kiện lên ghé lên cửa hàng mua, bên Tuấn Moto mua thì bên Tuấn Moto sẽ fix giá xuống cho anh em để anh em đổ xăng chạy về nha. Con này là của hãng Suzuki AM150A và là dòng xe phun xăng điện tử FE. Đời nó là đời 2013. Hiện tại con này thì bên em bán ra với giá cũng cực kỳ hợp lý cho anh em luôn. Đó, giá chỉ có 31.500 thôi mà bên em bao ship nha. Đó, xe là xe riêng nguyên bản nha. Hiện tại xe là chưa có độ, không có chế cái gì trên xe hết. Đó, nguyên riêng từ đầu tới đuôi nha. Máy đồ là nguyên riêng hết. Đó, không có độ cái chế gì hết. Con này thì biển số thành phố luôn nha anh em. Biển số thành phố hiện tại thì Tuấn Moto đang đứng tên luôn, nên anh em mua thì anh em có thể sang tên vô tư nha. Đó, hệ thống con này thì khá là ok anh em. Nước sơn ring, tem ring. Đó, máy ring, máy chưa có làm gì hết. Đó, máy rất là ok luôn. Đó, anh em mình để ý nha. Và sau đây em sẽ chạy thử và test tiếng máy cho anh em mình xem con xe này. Anh em nào cũng thấy ân ý thì anh em cứ việc liên lạc cho Tuấn để chốt giá con xe nha. Đó, địa chỉ cửa hàng bên Tuấn Moto là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha. Trời rất là nắng, nhưng mà Tuấn Moto cũng vì anh em rất là nhiệt tình đó, nên cũng tìm xe về review để giới thiệu cho anh em. Anh em nào cần mấy mẫu xe nào thì anh em cứ việc liên lạc cho Tuấn ha, hoặc anh em cứ để lại bình luận ở dưới ha. Tuấn Moto sẽ tìm những dòng xe đó về giúp review giới thiệu cho anh em mua đó. Anh em cần mua những dòng xe nào thì anh em ấy. Và anh em nào chưa đăng ký kênh đó, thì anh em bấm đăng ký kênh ha, để tiếp tục cập nhật theo dõi những video sau bên Tuấn Moto đang lên. Còn anh em đăng ký kênh thì anh em bấm like hoặc anh em chia sẻ giùm em nha, để nhiều anh em cùng xem, để nhiều anh em có thể là di tỉnh đồ, người ta không có biết chỗ mua uy tín ha. À, không biết cái chỗ nào bán mô tô để uy tín thì anh em mua thì anh em nhớ chia sẻ video giùm em. Rồi, và sau đây em sẽ chạy thử con xe này cho anh em mình xem nha. Rồi, ok anh em. Và em sẽ test tiếng máy và chạy thử con xe này nha. Tại vì chạy thử thì anh sẽ giới thiệu sơ cho anh em sơ con xe này. Con xe này vỏ trước, vỏ sau là vỏ không rụt, nhôm xin đĩa còn khá là ok. Kiến hậu cũng cần thay xe, nước sơn, ring, tem ring hết nha. Đó, rất là đẹp. Đồng hồ Odo của nó thì chạy 14.000 cây. Đời 2012 đến giờ mà chạy 14.000 cây thì trong xe cũng khá là ít chạy nha anh em. Đó, nguyên ring hết nha. Đó. Mấy con này thì nói chung anh em nào 1m50, 1m55 thì anh em sử dụng mấy con này là khá là ok rồi. Đó, phục nhúng rất là êm. Đặc biệt con này thì nó phun xăng FE điện tử thì nó khá là dễ chạy luôn anh em. Anh em để ý nha. Khá là dễ chạy luôn. Máy nó áp ring, hết bô ring. Không có móc bô móc gì hết. Đó, kèn đèn xi nhanh, bình đề rồi đầy đủ hết. Em sẽ chạy thử con xe này cho anh em mình xem nha. Anh em cũng thấy thích thì anh em cứ việc liên lạc cho em nha. Và trong cái đồng hồ này thì nó có bố số hết đầy đủ cho anh em nha. Anh em đi số bao nhiêu thì nó có bố cho mình đầy đủ hết. Đó, báo cho mình đầy đủ hết để anh em mình dễ chạy nha. Đó. Con này thì hộp số của nó 6 số, anh em bóp côn lại anh em dặn phía trước là số 1. Rồi anh em cứ móc lên ha. Móc khi nào đến số 6 là nó sẽ ngưng nha. Đó, anh em mình để ý nha. Con này rất là dễ chạy nè, vì dòng su chính hãng nên thành ra nó cũng khá là mạnh và rất là dễ. Con đồ số rồi nó rất là nhẹ luôn. Đó, rất là nhẹ anh em. Đó, nó không có
không ì mái hoặc là không có sao hết, vì cái này là FI luôn nên nó khá là chuẩn. Đó, anh em thấy mái này cực kỳ ok luôn. Hồi nãy giờ là chưa có sang số luôn nè, đang số 1 luôn anh em mình để ý nha. Đó, em sẽ chạy thêm một vòng nữa cho anh em mình xem, anh em để ý nè. Anh em nào cũng thấy ưng ý thì anh em cứ việc liên lạc cho em để chốt giá. Và dòng xe này của hãng Suzuki Việt Nam mình nha, Suzuki Việt Nam mình lắp ráp nha anh em, nên nó khá là bền luôn đó. Con này thì anh em đi phượt, anh em chạy khá là luôn. Mấy con này đi phượt xa anh em đi cỡ nào cũng được, mấy con này rất là bền. Đa số những anh em đi phượt anh em rất là thích mấy cái mẫu này, mấy cái dòng này đó, anh em để ý nha. Đó, anh em thấy không, khá là chuẩn luôn đó. Mấy con này thì số 1 thì anh em móc nhạy lên là số mau thôi, nó rất đơn giản anh em. Đó, anh em để ý nha. À, số 2 thì anh em dặm phía trước, nói chung là đã khá là đơn giản với dòng xe này. Đó. Anh em nào cần mua thì liên lạc nha. Giá hiện tại con này là 31.500. Giá này thì bên em bao ship cho anh em mình luôn. Đó, nguyên ring nha. Đó, địa chỉ nhắc lại, địa chỉ cửa hàng thì bên em có để trên video luôn. Số điện thoại có trên video luôn nha, để anh em tham khảo. Và sau đây em sẽ tiến gần lại và giới thiệu sát cho anh em từng chi tiết con xe này để anh em mình xem nha. Đó. Rồi, ok anh em. Đó. Và sau đây em sẽ tiến gần lại và giới thiệu sát cho anh em xem từng chi tiết con xe này nha. Anh em nào cũng thấy ưng ý thì anh em cứ việc liên lạc cho em để chốt giá nha. Đó, Suzuki AM150 nha, dòng xe phun xăng điện tử FI nha. Còn nguyên ring nguyên tem nha anh em. Đó, anh em mình để ý nha. Dòng xe này anh em chạy đường trường ha, anh em đi phượt rất là ok luôn. Vì hộp số con này nó tới 6 số lận. Đó. Phục. Có hơi luôn, bình hơi luôn. Đó. Bô con này là nguyên ring nha. Chủ xe con này là thích phong cách ring nên chủ xe thích bô ring. Nổ rất là êm, đó, không có móc bô hoặc độ chế gì hết nha. Đó, anh em cứ việc liên xem video, kiến hậu của nó vẫn còn liên theo xe luôn. Đó, khá là đẹp nha. Con này để em xem thử bằng con này biển số đâu. Con này thì biển số thành phố luôn nha anh em. Hiện tại nó là 6 nút. Đó, chính chủ luôn nha, biển số thành phố luôn nha. Nguyên ring rất là đẹp. Đồng hồ điện tử luôn nha, có đồng hồ tô mái cho mình luôn và đồng hồ điện tử luôn, bố số rồi đầy đủ, bố xăng rồi đầy đủ luôn. Đó, rất là đầy đủ nha anh em. Mấy con này thì nó rất là hiện đại anh em. Đó, anh em xem nè, đồng hồ nè. Đó, thấy chưa? Đó, hệ thống FI báo nè. Đó, anh em thấy không? Khá là ok luôn. Mà cùm này nè, đồ ring hết nha. Đồ ring hết nha anh em. Đó. Kiến hậu đồ cũng ring theo xe luôn nha. Đó. Kiến hậu ring của Suzuki AM là nó như vậy đó anh em mình để ý nha. Còn những anh em nào mà đi những cái hàng khác mà kiến hậu không giống vậy là kiến đã tha rồi. Đó, anh em mình để ý nha, chân phục của kiến sâu rất là dài. Đó. Nắp xăng nè. Dòng xe này là dòng xe Việt mình lắp ráp. Đó, nên phụ tùng là phụ tùng Nhật. Đó, nên chữ nè, anh em thấy không? Đó. Nắp xăng nè, khá là ok luôn. Rất là đẹp. Mấy con này thì anh em sử dụng khá là bền nha, rất là bền nha anh em. Kiểu dáng chạy rất là hầm hố luôn. Hệ thống đó thì hệ thống một đĩa trước và bánh sau thì thắng cơ nha. Đó. Đó. Tem của nhà sản xuất thì xí nữa em sẽ chỉ cho anh em cái đời cho anh em xem. Cà vạt là đời 2012. Đó, tên này có ghi luôn anh em. Đây. Của hãng công ty Suzuki Việt Nam, Suzuki nè anh em thấy không? Đó là dòng xe Việt nha. Đồ nhà, đồ đạc là của Nhật Bản hết nha anh em. Nè. Em phám cho anh em xem. Đó, Nhật Bản nè, anh em thấy không? Linh kiện là của Nhật hết. Dung tích nè. 149cm khối là 149cc nha. Năm sản xuất là năm 2012. Đó, dòng xe mô tô Suzuki nè, Việt Nam nha, Suzuki AM150A FI nha. Đó. Dòng xe này là linh kiện là đồ của Nhật hết nha anh em, đồ của Nhật hết nha. Nè, anh em thấy chữ Nhật Bản không? Đó. Đây, công ty Nhật Bản nè, là Việt Nam mình lắp ráp. Linh kiện là Việt Nam mình nhập về. Đó. Và hãng của Suzuki Việt Nam mình nhập về và lắp ráp lại và bán ra thị trường Việt Nam mình. Nên đồ đạc mấy con này khá là ok luôn. Đó. Rất là chất lượng. Đó. Anh em nhìn ha, vỏ nè. Vỏ không rụt luôn. Dòng xin đĩa còn khá là tốt ha. Mọi thứ em thấy là rất là ok anh em. Rất là ok.
Anh em nào thích mấy mẫu này thì anh em cứ việc liên lạc cho em nha. Và anh em sẽ giới thiệu sơ cái hộp số cho anh em mình xem. Đó, hộp số cho anh em mình xem là con này nó tới 6 số lận. Đây, là số 1 là anh em máu, dặm phía trước là số 1 anh em móc lên là số 2 nè, số 3 nè, số 4 nè, số 5 nè, số 6 luôn, nó tới 6 số lận. Máy này nó dùng cũng giống như máy Suzuki GZ150A, nhưng mà GZ150A thì nó chỉ là 5 số thôi nha. Còn con này thì nó mẫu Sport này thì nó tới 6 số lận. Nên anh em chạy mọi đường trường hoặc đường dốc đều rất là ok nha. Vì nó 6 số, 6 cấp bậc luôn. Anh em đi cấp bậc nào mà cũng thấy hợp lý ha. Vừa tiếng máy thì anh em giữ cấp bậc nên anh em chạy. Còn ra đường trường tốc độ nhanh thì anh em đi số 6 thì nó rất là nhẹ nha. Đó, còn anh em đi đường dốc thì anh em trả về số 2, 3, 2, 1 thì đó, tùy theo cái số để cái khoảng tiếng máy anh em cũng thấy nghe vừa là ok. Nè, con này thì hệ thống của nó phun xăng FE. Đó, con này thì FE của nó là Mayin gia băng hết à. Đồ của Nhật hết nên nó rất là ok anh em. Đó, nó không có bị lỗi. Đó, anh em để ý nha. Tem của nhà sản xuất này vẫn còn nguyên ring nha. Nước sơn ring anh em. Đó, xe là khá là đẹp luôn. Còn phục này nè thì anh em thích anh em chở quãng đường bao nhiêu anh chở mấy người thì anh em cứ việc tăng cái này đi. Nó rất là đơn giản anh em, rất là nhẹ luôn. Con này có bình hơi luôn. Đó, phục ring của nó nha. Đồ ring theo xe của nó hết anh em. Đó, anh em mình để ý nha. Đó, vì bên Tuấn Moto là chuyên bán xe ring thôi. Không có bán những chiếc xe mà độ chế hoặc làm yên đồ này kia hoặc độ cái này cái kia. Thì bên Tuấn Moto không có chơi. Anh em mình để ý ha. Đó, xe khá là ok luôn. Anh em nào mua thì liên lạc cho em theo số điện thoại ha. Có trên màn hình luôn, góc màn hình luôn. Địa chỉ có trên góc màn hình luôn nha. Đó, anh em mình tham khảo. Đó, anh em cũng thấy ưng ý thì nên cứ việc liên lạc cho em mình để chốt giá nha. Yên này là yên ring luôn nha, yên ring da yên ring của nó luôn nè, rất là mềm và rất là êm. Khi anh em đi xa đó, anh em ngồi nó rất là êm nha, không có bị khó chịu, đít khó chịu nha. Cả này anh em nhìn ha, không có một cái chạy luôn anh em, khá là đẹp. Nói trong con này thì chủ sử dụng cũng khá là kỹ, đó, cũng khá là kỹ anh em. Thích phong cách ring, người ta thích phong cách ring, người ta không có độ, không có chế gì hết, nên chiếc xe nó còn khá là chất lượng. Đó, chứ nhiều anh em cũng mua những dòng xe như vậy, có thể giờ giá thành nó rẻ hơn một tí ha, nó có thể độ cái này độ cái kia hoặc máy nó làm này làm kia rồi á ha, anh em chạy nó không có chất lượng nha. Đó, anh em chạy nó không có chất lượng. Đó, anh em mình để ý nha. Còn những con xe ring như vậy thì anh em về anh em chạy nó rất là ok anh em. Khi anh em ngồi lên anh em chạy ha, tiếng máy nó rất là nhẹ luôn, lên xe vô ga rất là giọt nha, chạy rất là nhẹ nha. Đó, còn những con xe mà máy đã làm rồi ha, anh em lên ga nó rì rất là khó chịu nha. Đó, anh em mình để ý nha, lên ga nó không có dọc, tiếng máy nó không có được êm như vậy. Đó, anh em mình để ý nha. Nè, đó, khá là ok luôn. Mà câu này thì đồng hồ tô mái của nó vẫn đầy đủ, con odo của nó thì chạy 14.000 cây nha, không biết nó chó mặt trời anh em có thấy không. Nè, odo của nó nè, 14.000 cây, 14.584 cây nha. Đó, anh em mà để ý nha. Đó, anh em đi số bao nhiêu nó sẽ hiện cho mình số bấy nhiêu chỗ này. Và câu này thì anh em mà để mình đời phá cho anh em ngay. Đây, đồng hồ tô mái của nó lên nè, anh em thấy không? Đó, đó, tô mái của nó lên đầy đủ luôn. Anh em đi số bao nhiêu nó sẽ hiện số bấy nhiêu trên này. Nó tới 6 số lận anh em. Anh em mình để ý nha. Em dặm thử cho anh em mình xem. Hộp số của nó nè. Đó, 6 số nhìn chỉnh nha. Nè. Số 1 nè. Anh em đã thấy chưa? Số 1 thấy không? 2 nè. Số 2 anh em thấy không? 3 nè. 4 nè. 5 nè, thấy số 5. 6 số nè, thấy chưa? Thấy số 6 chưa? Rồi anh em về số thì này cứ dặm về phía trước thôi. 3 nè, 2 nè. Và mo mo này anh em số 2 thì anh em dặm nhẹ cái là về số mo, nhưng mà số 1 thì anh em móc lên. Là nó về còn xi nhan nè. Xi nhan trái nè, báo đèn đầy đủ nha anh em. Nè, đây xi nhan phải bên này nè. Đó, anh em thấy không? Báo đèn đầy đủ luôn. Đây là băng mau. Đó, rất là ok. Mấy con này thì vẫn hãng Suzuki chính hãng nên thành ra nó khá là ổn anh em. Máy nó rất là chất lượng, không có hư bậy bạ giống như những dòng xe khác. Đó, mấy con này thì đèn xi nhan đồ nè, đèn trước rồi nè. Đồ đạc trên xe là vẫn nguyên ring hết. Đó, nguyên ring hết, rất là chất lượng. Đó, và anh em nào thích những dòng xe này thì anh em cứ việc liên lạc cho em để chốt giá ha. Và anh em xem xong video thì anh em nhớ bấm đăng ký kênh giùm em ha, để tiếp tục cập nhật những video sau.
bên Tuấn Motor đang lên. Và video này thì em sẽ ngưng video này và hẹn gặp lại anh em video sau nha. Đó, chúc toàn thể anh em xem video đi chơi lễ thật là vui vẻ nha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại anh em, và anh em nhớ luôn luôn ủng hộ Tuấn Motor nha anh em.